Không biết ra chi nữa. Cố gắng nghe. Đi mình lại đi qua em dạ. Em đi mình à? Dạ em đi mình à. Nãy em nhờ con bé gọi chị đó. Có lần á, ổng dùng cái chi mà hết trơn một này luôn, qua là làng. Cái mình phải để nuôi mụn cho chị. Còn ai chờ nữa hả? Có khách mua mới vô. Cứ thở bình thường em. Mô bịt một lỗ thôi mình. Chứ là lỗ vẫn thở. Vẫn tắt thở. Khi nào mình mới có cái bụng nhỏ vậy trời? Chắc có mà chứ được mình. Kiểu mình liên hệ với hắn á. Đừng tới giờ hắn nặng nha. Nhà anh này đang tới nặng. Mua cái gì cho anh ăn nhiều vô anh lại mụn. Ủ gì cho mụn lên tiền nhanh. Ba anh hành với nặng lên. Đó, chú miệng này. Thank you.
À, đưa đi, đưa đi. Rồi em đưa đi. Hai đứa hai đứa mình lên. Đúng rồi. Ok, ok. Nhưng bà gọi cho mình mà làm mình cũng không hiểu cái gạt. Nghe không rõ như lần kia. Hai đứa hai chi rứa, em lại nghe tưởng cái cả. Cái này phải gọi dì Loan mà, dì Loan đặt mà. Ừ, mình gọi cho em. Tại vì Hà hay đặt đồ á, cái chắc là không nhầm nữa. Em vì em cũng đặt đồ đúng không lúc kia, em sẽ nếu hầu đem lên Tân An ít nữa. Chị không biết luôn. Mình xây ra cũng được cái hà, ví dụ như một bao đó mình đếm bao nhiêu cái xây. Nói chung cũng mệt, cái nó cũng tính mấy là dễ hơn. Hỏi là bả một mấy là bao nhiêu tiền là biết. Như đợt này cũng tăng giá rồi đó. Em nói là một mét cái này là cỡ được 9 phiếu. Cũng tầm nữa. Một mét quá à. 8.000 à, hay 10.000 gì đó. Nó cũng cao á chứ thầy. Ví dụ như cái thịt đặc bên kia cũng như nhau thì em nghĩ là nếu mà 18 hay 10.000 thì lại đắt chị Loan ạ. Ví dụ 5-6.000 thì được. Bởi vì bên tên mình mua là 100 miếng là 70.000. 100 miếng. Là tính ra có 700 đồng một miếng. Còn nếu mà 10.000 một miếng, nhớ bên mình 10 mét là